Lời đầu tiên, cho phép Thanh Hường xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bạn yêu quý làn điệu dân ca Quan Họ Bắc Bắc Ninh. Buổi học hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em bài Chim Khôn Đỗ Nốt Nhà Quan. Trước khi vào dạy, cô sẽ hát mẫu cho các em nghe. Sau đó, cô sẽ dạy các em từng câu một. Bây giờ, cô sẽ hát mẫu cho các em nghe chủ đề. Chim khôn tình rằng đổ nóng
các em có thấy khác nhau ở chỗ nào không? Hôm nay xử lý chất thải. Từ có là Nguyễn đúng không? Và hai cái anay tình đà như là nói, và chúng ta phải xử lý sắc thái ở chỗ đấy nhé. Này à, yeah.
có nhà là thì quan đi.
nhé. Gái ngoan là có về là thi
về đời chồng khác, cô về đời chồng là câu trên đúng không? Câu sau là có luyến và đổi ra mi. Mà này cũng gái ngoan là có về là thi chồng mi. Một, hai. Mà này cũng gái ngoan là có về là thi chồng mi. Lại lần nữa nào. Một, hai. Mà này cũng gái ngoan là có về là thi chồng nghi. Mà này cũng gái ngoan, gái ngoan. Nhớ cho thành bài hát sáng à. Nào, hát lại cả hai câu từ gái ngoan nhé. Một, hai. Gái ngoan là có về là thi chồng, mà này cũng gái ngoan là có về là thi chồng đi. Đúng rồi, cả lớp quay máy lại cả chỗ nhá. Mặc nghi phải
Mà này cũng
mặt thì phải là có lưỡi là thì hồng y, mặt thì phải là có lưỡi là thì hồng là I'm
la bên rằng tất cả các chủ đều giống nhau mà luyến về từ rằng nhé. Nào, ai mà một hai ai mà la bên rằng là tình rằng ngỡ đường a rằng ấy a rằng ấy hỡi rằng à. Cả lớp đang học tiếp nhé. Này à, có tình đà, ai tình đà. Này à, có tình đà, ai tình đà. Một, hai. Này à, có đền công là có lương là thi vàng.
Bây giờ cô sẽ hát mẫu cho các em nghe chủ năm. Còn nặng hơn là...
2. Còn nặng hơn là có lương là thi vàng, mà nay cũng còn nặng hơn là có lương là thi vàng đi. Đúng rồi, cả lớp chúng ta hát lại cả chầu dài nhé. Yeah.
chấp mi môi a rằng ấy, a rằng ấy hỡi rằng a. Lại lần nữa nhé. A rằng ấy, ấy. A rằng ấy. Nhớ. A rằng ấy hỡi rằng a. Này a của dây dây
thì môi a rằng ấy hỏi rằng a này a có a tính tình a này tình đa chậm thì môi là có sẽ là thì dây mà này cũng chậm thì môi chậm mi môi là